Xin chào anh, hôm nay mình sẽ sẽ một cái là một loại phân vi lượng các bạn ạ. Nó giúp cho cây ra rễ cực mạnh, chống nhiệt rễ, vàng lá trên cây trồng. Thì ở phía bên tay trái màn hình của các bạn, đây là mẫu mã của sản phẩm Kahomat. Chai này thì nó có quy cách là 1 lít các bạn ạ. Phần chính của sản phẩm này đó là axit humic 0,1%, kali 0,2%. Ngoài ra nó còn có một số cái vi lượng như là bon. Ngoài ra sản phẩm còn có một số cái vi lượng ví dụ như bo 2000 ppm, sắt 50 ppm, đồng 50 ppm, mangan 50 ppm. Thì mình xin phân tích sơ sơ với cái axit humic ở đây các bạn. Đây là thành phần axit humic đây. Đây là cái thành phần mà nó giúp cho cây ra rễ rất là mạnh. Kali thì nó có nhiều chức năng, có thể là nó cung cấp cái đa lượng cho cây, nó chống cái hiện tượng vàng lá do thiếu kali, cũng như là nó tăng cái sức đề kháng của cây. Thì thường á, cái cây của cây trồng của mình á, nó rất là dễ thiếu các vi lượng, và các vi lượng thì cũng di chuyển rất là thụ động hay là nó ít di chuyển trong cây. Ở vì vậy sản phẩm này nó sẽ cung cấp cái vi lượng mà cây còn thiếu. Để nó tránh được một số cái biểu hiện như vàng lá thiếu vi lượng nè, cây sinh trưởng kém này, dễ bị bệnh nè do thiếu vi lượng vân vân, khả năng kháng bệnh kém nè. Thì sản phẩm này có thể là cung cấp được những cái cần thiết, những cái chất cần thiết cho cây phát triển. Thì mình xin đi vào công dụng chính của sản phẩm, đó là thứ nhất là cải tạo bộ rễ, vì nó có axit humic nè các bạn, tăng cường phát triển bộ rễ nè, bén ra rễ cực mạnh, cải tạo đất, làm đất tơi xốp, thoáng khí, hạ phèn, hạ mặn, giữ độc hữu cơ, giữ ẩm, làm cho đất phì nhiêu. Thứ hai là nó cung cấp humic và đa lượng cho cây, giúp cho rễ tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giúp cho bộ lá xanh mướt, cứng cáp, đâm chồi, nảy tược, đẻ nhánh nhanh, quang hợp tối đa, cây con lớn nhanh, sinh trưởng tốt, đề kháng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như là hạn hán, ngập úng, rét, sương muối. Cũng giống như kháng được một số các loại sâu bệnh gây hại cho cây trồng, giúp cây ra hoa nhiều, chống lại hiện tượng rụng hoa, rụng trái non, khô đen bông. Các bạn để ý đây, ở đây có cái anh đó là bo, nồng độ đó là 2000 ppm. Nếu mà cây thiếu bo thì thường cây sẽ hiện nó sẽ hiện tượng là khô đen bông hoặc là đỉnh sinh trưởng hay là đọt đọt non, nó thường sẽ bị khô đen. Ở đây sản phẩm này có đủ bo thì nó sẽ hạn chế được hiện tượng đó. Thì cũng nhân tiện chúng ta bàn về cái phần là có liên quan đến chồi ngọn, thì mình cũng chia sẻ luôn. Ở cái chồi ngọn các bạn thì thường xảy ra hai cái hiện tượng thiếu chung vi lượng, đó là thứ nhất đó là thiếu bo và thứ hai là thiếu canxi. Thì các bạn quan sát ở chồi ngọn, các bạn thấy được cái lá ngọn ở chồi ngọn mất màu và nó xíu, bắt đầu từ phần đáy đó, và chồi ngọn chết hoặc là bị khô đen, thì cái phần cái biểu hiện đó là thiếu bo. Còn thứ hai đó là cây nó có cái lá cây ấy, là cái chồi ngọn nó có màu xanh đậm, cái chồi non thì mất màu xanh đó, nghĩa là cái lá cây ấy, lá của tàn cây nó có màu xanh đậm đó, chồi non thì mất màu xanh cong và chết dần ở cái chóc lá và mép lá, và cuối cùng thì chồi ngọn chết. Thì đây là biểu hiện của việc thiếu canxi. Thì ở cái chồi ngọn thì các bạn nhớ cho mình hai triệu chứng, đó là thiếu bo và thiếu canxi. Thì biểu hiện thì mình đã chia sẻ như ở những phút giây trên. Mình xin quay lại nội dung của video, đó là cái công dụng của sản phẩm Kahomat này. Nên tiếp theo đó là công dụng giúp cây ra hoa nhiều, chống hiện tượng rụng hoa, rụng trái non, khô đen bông, giúp trái mau lớn, nặng ký, trái ngon ngọt, lên màu, sáng trái, tăng phẩm chất trái. Đặc biệt thì Kahomat sẽ giúp cây chống vàng lá, nghẹt rễ và đổ ngã. Ví dụ như cây rau sẽ không bị sợp khi đến gần thời điểm thu hoạch, hoặc là giúp lúa chống lại hiện tượng nghẹt rễ và đổ ngã trong thời điểm làm đồng và có hạt. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm Kahomat đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.